Xin chào mọi người. Cái video này mình sẽ nói về Ethereum và nó sẽ đi đâu trong cái bear market này. Thì tất cả những cái bear market khác, Ethereum đi xuống khoảng cỡ 90 mấy%. Ok. Nhưng hiện tại ngay bây giờ, nếu mà đo lường với Bitcoin thì Ethereum vẫn mạnh hơn. Nhưng mà để nó được đi lên thì nó phải đi xuống trước. Và cái mức mà nó phải xuống, nếu mà dựa theo lịch sử thì nó xuống khoảng cỡ từ 400 đô tới 1.000 đô. Ok. Bởi vì vậy mình mới xả Ethereum. Mình đợi nó xuống rồi mình mua lại. Đơn giản là vậy. Những cái bear market khác nếu bạn đi lại thì lúc nào nó rớt xuống khoảng cỡ 90 mấy%. Và ngay bây giờ nó chưa xuống đáy. Thì bởi vì vậy, cộng theo cái tin mà vừa rồi cái người hacker của FTX ra xả nó vừa rồi cách đây khoảng cỡ 30 phút thôi, nó xả đâu 10.000 Ethereum và nó còn đâu khoảng cỡ 200 mấy Ethereum nữa và nó sẽ xả và nó chuyển qua Bitcoin. Bởi vì sao? Bitcoin khó track hơn. Khó track có nghĩa là khó đi theo hơn. Còn Ethereum thì dễ đi theo hơn để tìm ra ai là người hacker. Thì bởi vì vậy, đó là cũng là một cái lý do nho nhỏ nữa. Ok. Thì cái giá Ethereum á, theo mình suy nghĩ ngay bây giờ nha. Và cái này là suy nghĩ của mình và cái này là mình làm. Ok. Mình vừa bán nó rồi. Và đợi nó xuống nữa rồi mình mua lại. Ok. Bởi vì về tính chất lâu dài, sau lưng thằng Bitcoin thì chỉ có thằng Ethereum là gọi là một cái đồng an toàn nhất. Nghe. Rồi sau đó là sắp xếp là Binance. Ngày mai mình sẽ làm một cái video về những cái đồng nào mà lúc mà ngay bây giờ nó, cái đà nó đang đi xuống thì mình mua những đồng nào, thì mình sẽ làm cái video đó để tặng bạn ngày mai. Nhưng ngay bây giờ đi lại cái câu chuyện Ethereum thì mình nghĩ nó phải đi xuống. Nghe, nó phải đi xuống. Và vừa rồi cái người mà tạo ra Ethereum á cũng ra tuyên bố mà crypto, nghe, nguyên cái cộng đồng tiền điện tử đang dính vô cái trường hợp ngay bây giờ. FTX cũng giống như Celsius, cũng như BlockFi và tất cả những cái nền tảng khác, bởi vì nó gọi là centralized. Có nghĩa là có người quản lý nó. Ông CEO công ty này công ty nọ. Ok. Và cũng chính ổng ra tuyên bố là bởi vì vậy, nghe, cái thị trường tiền điện tử ngay bây giờ nó dính vô như vậy bởi vì nó lệ thuộc vô con người. Mà Bitcoin thì không có làm cái vấn đề đó. Xin chào mọi người.